Ngày 14 tháng 3, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Sơn La, dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Cả nước hiện có 388 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam, giá trị viện trợ năm 2022 đạt 223,7 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ giải ngân đạt 77,2%. Theo đánh giá chung, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục có nhiều hỗ trợ các chương trình dự án theo nhu cầu của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương trong quá trình triển khai các chương trình dự án và tuân thủ theo quy định pháp luật của Việt Nam, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy quan hệ đối ngoại. Tại Sơn La hiện có 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, tỉnh Sơn La tiếp nhận 9 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị hơn 3,8 triệu đô la Mỹ, tập trung vào lĩnh vực phát triển bền vững thông qua các chương trình nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao nhận thức, tăng cường sinh kế cho người dân tộc thiểu số thông qua du lịch cộng đồng, hỗ trợ sản xuất, y tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn, phòng ngừa thiên tai, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em. Năm 2023, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phi chính phủ nước ngoài, tăng cường phối hợp giữa trung ương, địa phương, giữa các cơ quan, tiếp tục vận động nguồn lực và động sự ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đa dạng các hình thức trao đổi, hợp tác với các tổ chức, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục xây dựng và tăng cường quan hệ hợp tác trên cơ sở đường lối và chính sách đối ngoại của việt nam